Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, kể từ ngày 20 tháng 9 năm nay, việc cung cấp bảo hiểm y tế toàn diện cho người nước ngoài tại Séc sẽ thay đổi. Trong đó, người nước ngoài có thể mua bảo hiểm y tế du lịch với bất kỳ một công ty bảo hiểm nào được ủy quyền cung cấp trên lãnh thổ của Séc mà không phải chỉ từ công ty PVZB như trước đây. Thông tin chi tiết hơn sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo các chuyên gia giao thông, việc lái xe chậm không có lý do có thể là một hành vi nguy hiểm và có thể bị coi là hành vi phạm tội tại Séc. Châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng khi khắp lục địa này đều có những khu vực có mức độ ô nhiễm không khí nguy hiểm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ để trao đổi về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế tài chính trong tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, kể từ ngày 20 tháng 9 năm nay, việc cung cấp bảo hiểm y tế toàn diện cho người nước ngoài tại Séc sẽ thay đổi. Hiện tại, người nước ngoài có thể mua bảo hiểm y tế du lịch trong phạm vi chăm sóc sức khỏe với bất kỳ một công ty bảo hiểm nào được ủy quyền cung cấp bảo hiểm đó trên lãnh thổ của Séc, mà không phải chỉ từ công ty PVZB như trước đây. Cho đến hiện nay, nếu muốn cư trú trên lãnh thổ Séc hơn 90 ngày, người nước ngoài phải mua bảo hiểm y tế du lịch trong phạm vi chăm sóc sức khỏe toàn diện trong vòng 90 ngày kể từ khi nhập cảnh vào lãnh thổ Séc. Và kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, những người xin thị thực dài hạn hoặc lưu trú dài hạn có thể mua bảo hiểm y tế du lịch với bất kỳ công ty bảo hiểm nào được cấp phép cung cấp bảo hiểm đó trên lãnh thổ Séc mà không cần phải bắt buộc mua từ công ty PVZP, là một công ty con của công ty bảo hiểm VZP như trước đây. Số tiền mà công ty bảo hiểm chi trả khi xảy ra vụ việc có liên quan đến bảo hiểm cũng thay đổi. Khoản tiền giới hạn đã thỏa thuận đối với một số vụ việc được bảo hiểm chi trả sẽ tăng từ 60.000 euro lên 400.000 euro. Khoảng 9,6 triệu kron. Hợp đồng bảo hiểm vẫn sẽ cung cấp quyền lợi bảo hiểm cho cả những trường hợp tai nạn xảy ra do hành vi cố ý, phạm lỗi hoặc đồng lõa phạm lỗi, hậu quả do sử dụng rượu hoặc các chất gây nghiện và hướng thần khác. Nếu hợp đồng bảo hiểm được ký kết ở nước ngoài, cần phải chứng minh các giấy tờ liên quan đến bảo hiểm cũng như hợp đồng bảo hiểm và các điều kiện bảo hiểm được dịch sang tiếng Séc. Khi nộp đơn xin thị thực hoặc lưu trú dài hạn, cũng cần phải xuất trình bằng chứng thanh toán chi phí bảo hiểm trong toàn bộ thời gian lưu trú đã được yêu cầu. Theo các chuyên gia giao thông, việc lái xe chậm không có lý do có thể là một hành vi nguy hiểm và có thể bị coi là hành vi phạm tội tại Séc. Nhưng vấn đề là cảnh sát lại không ghi chúng vào số liệu thống kê. Khác với Ba Lan, Anh hay Mỹ, hành vi này có thể bị phạt nặng. Số liệu của cảnh sát ghi rõ nạn nhân thiệt mạng trên đường phố Séc do lái xe nhanh bất hợp lý. Nhưng theo các chuyên gia giao thông, việc lái xe chậm một cách vô cớ cũng có thể là một vấn đề và cần bắt đầu được theo dõi. Một chiếc xe chạy quá chậm sẽ khiến những người lái xe khác bắt đầu bám theo và một người lái xe hung hãn có thể xuất hiện trong nhóm này. Họ bắt đầu vật ẩu ngay cả những trường hợp không phù hợp và có thể gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ở các trường dạy lái xe đã bắt đầu nhận thấy việc lái xe chậm vô cớ. Một số người vì lý do này đã trượt kỳ thi. Tôi có một học sinh lái xe với tốc độ 60-70 km/h trong đoạn đường giới hạn tối thiểu 90 km/h. Vì vậy, giám khảo đã cho học sinh trượt kỳ thi. Nhưng điều đó là đúng vì học sinh đã thực sự tạo ra tình huống nguy hiểm khi lái xe chậm như vậy. Ở Anh, người lái xe có thể bị phạt tới 150.000 kron vì lái xe chậm mà không rõ lý do. Tại Séc hiện nay, hành vi này vẫn được coi là tội nhẹ. Người lái xe có nghĩa vụ phải lái xe an toàn thành thạo, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến sự an toàn của chính mình và người khác. Nếu cảnh sát phát hiện tài xế lái xe chậm mà không rõ lý do, đây được coi là hành vi vi phạm có thể giải quyết theo pháp luật, chẳng hạn như phạt tại chỗ. Hành vi này thường thấy nhất là ở lái xe trên xa lộ, khi đó người lái xe chạy chậm vẫn sử dụng làn giữa hoặc thậm chí làn bên trái thay vì phải đi làn bên phải. Cảnh sát khuyến cáo người lái xe nên đi đúng quy định, đảm bảo tốc độ để không gây nguy hiểm cho mình cũng như những người xung quanh. Theo dữ liệu từ công ty CCS theo dõi giá nhiên liệu, trong tuần vừa qua giá nhiên liệu tại Séc lại tiếp tục tăng, cả xăng và dầu diesel đều có giá hơn 40 kron mỗi 1 lít. Hiện 1 lít xăng được bán với giá trung bình là 40,48 kron, tăng 43 hale so với tuần trước, trong khi đó dầu diesel tăng 1,34 kron lên 40,22 kron trên 1 lít.
Giá nhiên liệu tại Séc đã dần tăng lên kể từ cuối tháng 5 năm nay. So sánh giữa các vùng, hiện giá nhiên liệu đắt nhất là ở Praha. Tại thủ đô, 1 lít xăng có giá trung bình 41,59 krun và dầu diesel có giá 41,22 krun mỗi lít. Ngược lại, xăng được bán với giá rẻ nhất là ở vùng Kralove Hradesko, nơi trung bình 1 lít xăng có giá 40,02 krun. Dầu diesel rẻ nhất được bán ở vùng Gihochesko với giá trung bình 39,90 krun mỗi lít. Theo CCS, so với năm ngoái, giá xăng hiện đắt hơn 2,02 krun mỗi lít và dầu diesel đắt hơn 3,93 krun mỗi lít. Bộ Môi trường Séc cho biết hiện có 16 bãi rác nguy hiểm trên toàn lãnh thổ của Séc, trong đó có 2 bãi rác như vậy ở Brno. Thành phố đang theo dõi tình hình và cho biết rằng 2 bãi rác không gây nguy hiểm cho người dân và không có kế hoạch cải tạo chúng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bãi rác có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Ở quận Tuzani ở Brno, chất thải được giấu ở dưới mặt đất. Chất thải đô thị và chất thải từ sản xuất công nghiệp đã được thu gom ở đó cho đến đầu những năm 1990. Theo phân tích chuyên môn, bãi rác Tuzani là một trong 2 bãi rác nguy hiểm nhất tại Séc nằm ở Nam Morava. Mức độ nguy hiểm ở đó vượt quá giới hạn quy định. Những đánh giá từ năm 2008 đã chỉ ra sự sụt giảm mực nước ngầm và tổng lượng mưa tại đó. Điều này khiến các chất gây ô nhiễm được rửa trôi ít hơn và cũng khiến việc phát hiện các mối nguy hiểm khó khăn hơn, chẳng hạn như clor hay hydrocarbon thơm. Những chất này không chỉ góp phần gây ảnh hưởng tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn có tác động không nhỏ đến sức khỏe con người. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở bãi rác nằm ở trong quận Černovice. Cả 2 bãi rác đều nằm không xa nguồn nước ngầm. Báo cáo hiện tại có từ những năm 2021 đề cập đến sự cần thiết phải tạo ra một biện pháp khắc phục. Brno đã theo dõi những khu vực đó từ những năm 1990 nhưng không coi đó là tình hình xấu. Việc đánh giá diễn ra từ năm 2007 đến năm 2008 và báo cáo không cho thấy sự ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục việc giám sát tình hình. Theo các chuyên gia, khoảng 50 triệu tấn chất thải đã đổ về phía đông nam Brno. Phần còn lại ở Cộng hòa Séc có 14 bãi rác khác cũng được xếp vào loại nguy hiểm tương tự như 2 bãi rác ở Brno. Theo Giám đốc Viện Thông tin và Thống kê Y tế Séc, sau thời gian nghỉ hè, dịch cúm và COVID sẽ quay trở lại và có thể lây lan trên diện rộng. Do đó, ông kêu gọi những người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính nên đi tiêm chủng để không rơi vào tình trạng nghiêm trọng phải nhập viện. Ông Ladislav Dušek, Giám đốc Viện Thông tin và Thống kê Y tế Séc cho biết hiện tại số liệu thống kê từ các xét nghiệm COVID không thể coi là số thực sự nhiễm bệnh trong dân số. Ông dự đoán sẽ có sự lây lan mạnh về COVID cũng như các bệnh đường hô hấp khác trong mùa thu khi thời tiết trở nên xấu hơn. Tại Séc hiện ghi nhận khoảng 250 xét nghiệm dương tính mỗi ngày, dự kiến vào đầu tháng 10 con số có thể tăng gấp 4 hoặc 5 lần. Sau đó áp lực lên các bệnh viện sẽ lớn hơn do số lượng lớn bệnh nhân nhập viện không chỉ COVID mà còn bệnh cúm. Ông kêu gọi những nhóm người dân có nguy cơ nhiễm bệnh cao nên đi tiêm vaccine phòng cúm và COVID. Theo ông, việc tiêm vaccine có thể ngăn chặn đáng kể các diễn biến nghiêm trọng của bệnh. Hiện tại, phần lớn dân số đã tiêm được hơn 8 đến 12 tháng kể từ lần tiêm chủng lần gần nhất. Do đó, họ có thể bị tái nhiễm, đặc biệt là các loại virus có khả năng vượt qua sự bảo vệ miễn dịch của liều vaccine trước đó. Ước tính có tới 1,5 triệu người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm những người trên 65 tuổi và những người mắc các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường hay bệnh tim mạch. Đặt hàng mát và hàng đông lạnh đơn giản hơn cùng Tamda Express. Từ ngày 22 tháng 9, chạy thử nghiệm giao hàng tại Brno Mesto và Brno Vinkov. Truy cập website tamda-klazenaber.eu để cùng trải nghiệm dịch vụ mới. Ngày 21 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào bán đảo Crimea và bắn hạ 19 UAV của Ukraine. Ukraine cho biết lực lượng đặc nhiệm của họ phối hợp với Hải quân Ukraine thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhắm vào căn cứ không quân Saki của Nga trên bán đảo Crimea. Đêm 20 tháng 9 rạng sáng ngày 21 tháng 9, theo nguồn tin trên, vụ tập kích của Ukraine đã trúng mục tiêu và gây thiệt hại nặng nề cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông tin phản hồi cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 22 UAV nhắm đến một số khu vực, trong đó 19 chiếc bị bắn rơi ở Biển Đen và bán đảo Crimea. Giới chuyên gia cho rằng việc tăng cường tấn công các căn cứ và tàu hải quân của Nga ở bán đảo Crimea là một phần quan trọng trong chiến dịch phản công hiện nay của Ukraine. Chiến lược này nhằm cô lập bán đảo và gây khó khăn hơn cho Nga trong việc duy trì các hoạt động quân sự trên đất liền Ukraine. Tuần vừa qua, nhiều nước Liên minh châu Âu EU đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine để bảo vệ nguồn nông sản nội địa. Mặc dù lệnh cấm đã được dỡ bỏ, lệnh cấm nhập ngũ cốc Ukraine cho thấy nội bộ khối này ngày càng chia rẽ sâu sắc dù có những nỗ lực kêu gọi hàn gắn.
Ukraine là một trong những quốc gia xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới trước khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022. Cuộc xung đột cũng khiến cho việc vận chuyển sản phẩm nông nghiệp của Kiev ra thị trường toàn cầu có xu hướng giảm mạnh trong thời gian qua. Liên minh châu Âu hồi tháng 5 áp lệnh cấm nông sản Ukraine xuất khẩu vào 5 nước láng giềng gồm có Ba Lan, Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia để bảo vệ nông dân địa phương. Ngũ cốc Ukraine chỉ được phép quá cảnh qua những nước này để xuất sang các thị trường khác. EU đã không gia hạn các lệnh cấm này vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Ủy ban châu Âu đã kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia có thái độ mang tính chất xây dựng sau khi ba quốc gia này đơn phương tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine bất chấp quyết định của Ủy ban châu Âu về việc chấm dứt lệnh cấm này. Những động thái có thể dẫn tới thay đổi về quan điểm ngoại giao chính trị, thậm chí có thể ảnh hưởng tới quan hệ nội bộ EU trong bối cảnh các quốc gia như Ba Lan, Slovakia bước vào bầu cử tới đây. Cuộc xung đột giữa chính trị và nông nghiệp minh chứng cho một thách thức to lớn đối với Ủy ban châu Âu trong phép thử với sự ủng hộ kiên định của khối này với Ukraine. Ba Lan tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, làm leo thang các tranh chấp liên quan đến các vấn đề ngũ cốc, dẫn đến nguy cơ phá vỡ liên minh chủ chốt trong cuộc xung đột của Kiev. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Polsat ngày 20 tháng 9, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này đã ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì chúng tôi đang tích cực tự trang bị vũ khí cho mình. Thủ tướng Ba Lan khẳng định chính phủ của nước ông không có ý định gây nguy hiểm cho an ninh của Ukraine và sẽ không can thiệp vào việc vận chuyển vũ khí từ các quốc gia khác thông qua thị trấn Zetsu. Nằm ở phía đông nam Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 100 km, Zetsu trở thành trung tâm cho các nỗ lực của Mỹ và NATO nhằm cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Kiev sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Thông báo của ông Morawiecki được đưa ra chỉ sau vài giờ khi Ba Lan triệu tập đại sứ Ukraine Vasil Zvarits để phản đối phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky nói rằng việc cấm nhập khẩu ngũ cốc của Kiev là giúp Nga. Không chỉ triệu tập đại sứ Ukraine, Ba Lan cảnh báo có thể áp dụng lệnh cấm nhập khẩu nhiều loại thực phẩm của Ukraine nếu căng thẳng về nông sản không hạ nhiệt. Hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Yerevan yêu cầu Thủ tướng Nikol Pashinyan của Armenia từ chức sau lệnh ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh, trong khi Azerbaijan tuyên bố chiến thắng. Hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại quảng trường chính ở thủ đô Yerevan vào hôm 20 tháng 9 để yêu cầu Thủ tướng Pashinyan từ chức. Người biểu tình chỉ trích chính phủ của ông Pashinyan đã không hỗ trợ phe ly khai thân Armenia ở Nagorno-Karabakh, khiến họ phải đầu hàng lực lượng quân đội Azerbaijan. Họ cũng đã ném chai lọ đá vào văn phòng thủ tướng và xô sát với lực lượng an ninh. Azerbaijan hôm 19 tháng 9 tuyên bố mở chiến dịch chống khủng bố tại vùng ly khai Nagorno-Karabakh. Động thái diễn ra sau khi Baku cho biết 6 công dân nước này đã thiệt mạng do mìn trong hai sự việc riêng biệt và đổ lỗi cho các nhóm vũ trang phi pháp người Armenia. Trước sự tấn công mạnh mẽ từ phía quân đội Azerbaijan, nhóm ly khai thân Armenia ở Nagorno-Karabakh sau đó chấp nhận buông vũ khí và giải tán lực lượng. Thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh còn khiến các chính trị gia đối lập tại Armenia tức giận và họ đã đăng đàn chỉ trích cũng như yêu cầu Thủ tướng Pashinyan, người nắm quyền năm 2018, phải từ chức. Cả hai bên cho biết các cuộc đàm phán về việc tái hòa nhập lãnh thổ ly khai với phần còn lại của Azerbaijan sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 9 tại thành phố Zeflak. Kính thưa quý vị, làn sóng người di cư qua Địa Trung Hải đổ bộ vào châu Âu đang gây ra tình trạng khủng hoảng về việc tiếp nhận, làm nóng trở lại cuộc tranh luận trong Liên minh châu Âu-EU về vấn đề phân bố người tị nạn. Là quốc gia tuyến đầu, Italia đang liên tiếp cảnh báo về thách thức lớn với EU khi số lượng người di cư kéo tới đảo Lampedusa của nước này ngày một lớn. Theo dữ liệu của chính phủ Italia, gần 130.000 người di cư đã đến Italy trong năm nay, gần gấp đôi con số của cùng kỳ năm 2022. Trong đó đã có hơn 7.000 người đến đảo Lampedusa, vượt quá khả năng tiếp nhận của chính quyền địa phương. Trong khi đó, theo tuyên bố của đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, tình hình trên đảo Lampedusa đã trở nên nghiêm trọng sau khi số lượng người di cư và người tị nạn lớn chưa từng có trong những ngày gần đây. Cao ủy người tị nạn Liên Hợp Quốc kêu gọi thiết lập cơ chế khu vực thống nhất về thủ tục cập bến và bố trí lại những người di cư đến Italia bằng đường biển trên khắp EU. Những người di cư đến từ các quốc gia bao gồm Guinea, bờ biển Nga, Tunisia, Ai Cập, Burkina Faso, Bangladesh và Pakistan. Chính phủ Italia đang vật lộn với sự gia tăng số người di cư đến hòn đảo này.
Mới đây, chính phủ Italia đã thông qua các biện pháp nhằm kéo dài thời gian tạm giữ người di cư và đảm bảo nhiều người không có quyền ở lại hợp pháp sẽ được hồi hương. Khó khăn lớn nhất của châu Âu hiện nay là ngăn chặn người di cư bằng đường biển. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho rằng làn sóng di cư bất hợp pháp là thách thức của toàn châu Âu nên cần một cách ứng phó chung của toàn khối. Bà kêu gọi các thành viên EU tiếp nhận người di cư để chia sẻ gánh nặng với Italia. Chính phủ Đức đã thông báo kế hoạch nối lại việc tiếp nhận người tị nạn từ Italia chỉ vài ngày sau khi Berlin tạm đình chỉ hoạt động này. Theo cuộc điều tra, châu Âu đang phải đối mặt với khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng khi hầu hết mọi người trên khắp lục địa này đều sống ở những khu vực có mức độ ô nhiễm không khí nguy hiểm. Cụ thể, phân tích dữ liệu cho thấy có tới 98% người dân sống ở những khu vực có mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 vượt quá quy định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu là Bắc Macedonia. Gần 2/3 số người dân nước này sống ở những khu vực có nồng độ PM2.5 cao hơn 4 lần so với quy định của WHO. 4 khu vực ở nước này có mức ô nhiễm không khí cao gần gấp 6 lần, trong đó có cả thủ đô Skopje. Chất lượng không khí ở Đông Âu tồi tệ hơn nhiều so với Tây Âu. Hầu hết người dân ở 7 quốc gia Đông Âu gồm có Serbia, Romania, Albania, Bắc Macedonia, Ba Lan, Slovakia và Hungary đều chịu cảnh ô nhiễm bụi mịn gấp đôi so với quy định của WHO. Hơn một nửa dân số Bắc Macedonia và Serbia sống trong môi trường độc hại gấp 4 lần so với tiêu chuẩn của WHO. Tại Đức, 3/4 dân số hít thở không khí ô nhiễm gấp đôi so với mức của WHO. Ở Tây Ban Nha, con số đó là 49% và ở Pháp là 37%. Ở Anh, 3/4 dân số sống trong những khu vực có mức độ ô nhiễm cao gấp từ 1 đến 2 lần so với quy định của WHO. Gần 1/4 dân số chịu cảnh ô nhiễm hơn gấp đôi so với giới hạn đó. Gần 30 triệu người châu Âu đang sống trong những khu vực có nồng độ bụi mịn cao ít nhất gấp 4 lần con số của WHO. Ngược lại, ở Thụy Điển, không có khu vực nào mà mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao hơn gấp đôi con số của WHO. Một số khu vực ở phía bắc Scotland nằm trong số ít khu vực trên khắp châu Âu nằm dưới mức đó. Cơ hội việc làm dành cho bạn. Tandem Brno tuyển dụng nhân sự các vị trí với đãi ngộ siêu hấp dẫn. Nhân viên lái xe yêu cầu có bằng lái xe, ưu tiên cho người có bằng lái xe hạng C. Công ty hỗ trợ tiền ăn trưa và ăn tối. Nhân viên thị trường yêu cầu biết lái xe, giao tiếp tốt, được cung cấp ô tô, máy tính bảng và điện thoại để phục vụ cho công việc. Nhân viên cửa hàng yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó, giao tiếp được tiếng Séc là lợi thế. Nhân viên văn phòng yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên cho người thông thạo tiếng Việt và tiếng Séc. Đặc biệt công ty có ký hợp đồng với người có visa lao động. Hãy gửi ngay đơn xin việc qua email imex@tamda.eu hoặc liên hệ qua số 774-298-866. Kính thưa quý vị, nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen để trao đổi về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế tài chính và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí chân thành, hợp tác và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, ổn định và thực chất. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, hai nước tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực chung lợi ích như hạ tầng và dịch vụ tài chính, đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý vay nợ và viện trợ, thuế quan, thị trường vốn và chứng khoán. Phía Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng như dệt may, da giày, đồ gỗ và đặc biệt là nông sản, nguồn sống của nông dân Việt Nam. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen chia sẻ đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện phản ánh những bước tiến ngoạn mục trong quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết, lòng tin, thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc mở ra những cơ hội mới trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Kính thưa quý vị, mới đây chủ cơ sở sản xuất bánh mì Phượng tại số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng về sự cố hơn 140 người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở này. Bức thư này được đăng tải trên fanpage của tiệm bánh mì Phượng.
Trong nội dung bức thư, chủ tiệm bánh mì Phượng đã gửi lời xin lỗi về sự chậm trễ và cho biết trong những ngày qua, sự cố ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì Phượng đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và sinh hoạt cuộc sống của khách hàng. Hiện nay, bánh mì Phượng đang chờ kết quả xét nghiệm và đã làm việc với cơ quan chức năng, Sở Y tế, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm để xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục. Trước đó, vào ngày 11 tháng 9, một số người dân và du khách sau khi ăn bánh mì Phượng đều có biểu hiện bị ngộ độc. Con số này liên tục tăng và đến ngày 14 tháng 9, số người bị ngộ độc đã tăng lên 141 người. Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thành phố Hà Nội điều tra truy bắt Giáp Thị Huyền Trang, người bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội. Trang là nghi phạm bắt cóc cháu NHT 2 tuổi ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm để đòi tiền chuộc. Trước đó, trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh, clip và nhiều thông tin liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm, Hà Nội và huyện Văn Giang, Hưng Yên. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 19 tháng 9, cháu bé khoảng 2 tuổi đã bị một phụ nữ bắt đi. Nghi phạm từng là người giúp việc cho gia đình. Sau khi nghỉ việc, người nhà vẫn thuê người phụ nữ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Sau khi bắt cóc, người này đã đòi gia đình chuộc con với số tiền 1,5 tỷ đồng. Sự việc đã được báo với công an và chính quyền địa phương. Công an xã Việt Ngọc cho biết Trang là chị cả trong gia đình có 3 người con. Ở thôn Trung Chính, xã Việt Ngọc, Trang tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên Trang đã xin nghỉ việc để đi làm công nhân. Thời gian làm công nhân, Trang bị cho là dính vào nợ nần với số tiền lớn, có thể là do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ đã từng phải trả thay cho Trang cả hàng trăm triệu đồng. Chiều ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng 4 đồng phạm. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án từ 3 đến 4 năm tù cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của Nguyễn Phương Hằng đã phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thuộc trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Đồng thời đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của 10 cá nhân. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin ngày mai.